Chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau làm món bánh rán. Trước hết, các bạn hãy cùng tôi, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh rán. Nguyên liệu gồm có bột mì, đường, đậu xanh và dầu rán. Đầu tiên, chúng ta cho bột vào bát. Sau đó, ta đổ nước vào bột. Các bạn lưu ý, không đổ nhiều nước một lúc, mà chúng ta đổ nước từ từ, rồi ngoáy đều cho đến khi thấy bột đủ độ dẻo. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng làm nhân bánh. Đậu xanh, các bạn đổ chín rồi giã nhuyễn, trộn với đường. Sau đó, chúng ta nắm thành những nắm thật nhỏ như thế này. Nào các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng nặn những chiếc bánh rán nhé. Chừa cho dầu trong chảo sôi, chúng ta thả bánh vào, để nhỏ lửa, vừa đủ để bánh chín vàng. Nếu muốn bánh có hương vị thơm ngon hơn, chúng ta rắc một ít vừng lên bánh. Bây giờ chúng ta đã có những chiếc bánh trông thật hấp dẫn. Chà, thơm ngon quá. Chúc các bạn thành công và sẽ có những chiếc bánh rán thật thơm và ngon. Tuyệt quá, các bạn mình phải làm thử ngay mới được. Chà, chắc cũng đủ nguyên liệu rồi nhỉ. Để xem nào, đến công đoạn nào rồi nhỉ. Tiếp theo là cho dầu vào chảo. Mùi gì thơm thế nhỉ? Thành công rồi. Ôi tuyệt quá, mình phải thử ngay mới được. La 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 da 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 ten ten. Mình quên mất. Không hiểu là chiếc bánh biến đi đâu mất ấy nhỉ. Chắc chỉ ở gần đây thôi. Thủ phạm đây rồi. Yeah. Yeah. Ôi chờ tới một lát. Ủa? Này, bánh này cậu ăn đi. Ôi, tha cho tớ. Tớ ăn vậy. Treo cái xích đu lên với. Có mỗi cái xích đu mà cứ nhặng xị cả lên. Thế cậu có định chơi xích đu không đấy? Cái trò giờ ép đó đầy chá thèm. Chúng mình đi thôi. Chúng mình chơi trò này sẽ thích lắm đấy. Được rồi, để tớ treo cho. Yeah. Yeah. Tốt rồi đấy. Được rồi, chúng ta cùng chơi thôi. Yeah. Thích quá. Thích quá. Thích quá. Yeah. Yeah. Thích quá. Yeah. Cái đồ đi, đi cứ đu đi. Yeah. Vui quá. Đi thôi. Vừa nói đến chặt thêm cơ mà. Vừa nói để trả thêm cơ mà. Cho tôi với. Nhanh lên cậu, nhanh lên. Sao thế này? Lại là chàng lưu xấu tính rồi. Chúng ta giả vờ như không biết, phải cho luôn một bài học mới được. Yên tâm, vũ khí của tớ đây. Da 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 di da, da 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 di da, da 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 di da. Bắt đầu nhé. Thích quá. Thích quá. Thích quá. Chúng mình về thôi. Quái, không lẽ chúng nó sửa lại rồi à? Chào cậu, cậu mà cũng đòi đi câu cơ à? Chào cậu, mình cũng đang định tập câu thôi. Mà cậu đã biết giật cá chưa đấy? Mới tập câu cá như cậu thì phải biết giật cá đã. Ôi thế à? Nhìn tớ đây này. Cậu giật siêu thật đấy. Để rồi xem ai câu được nhiều cá hơn. Bún ơi, từ sáng đến giờ cậu đã câu được con cá nào chưa? Hả? Tớ câu được khối rồi đây này. Thế mới gọi là tài đi câu chứ. Yến nào. Được bữa ra trò đây. Bắt lấy chúng nó. Ôi giời. Ôi. Ôi ôi ôi. 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 Làm gì đây?